Chào các bạn, rất vui hôm nay Hojita chúng tôi có điều kiện tiếp tục quay trở lại và làm các clip dài để giao lưu với các bạn ở trên kênh Hojita. Tôi vừa mới kết thúc một cái tip khá là dài mà làm phải chia 7 số mới hết. Đó là nghịch lý người không biết làm cây thường mua phôi. Và cái tip trước đó là hướng đi cho nhà vườn ôm phôi mà không biết làm. Thế thì về nội dung ấy, nội dung của cái này thì nó cũng ứng với những người mới, tuy nhiên là nó cũng sẽ ứng với khá là nhiều người ở trong thị trường cây. Thế nhưng mà vào lâu rồi nhưng mà cái tay nghề nó không lên được, tay nghề nó không lên được, mà cái số lượng cây ở trong vườn cũng rất là nhiều và hầu như là cây phôi thôi. Thế thì tôi làm hai cái tip gần nhất này ấy, thì được khá nhiều các bạn comment ủng hộ cũng như là đưa ra thêm các ý kiến rất là hay. Và tôi thấy là việc xây dựng một cái chủ đề bàn khá là sâu về một cái vấn đề nào đó ở trên kênh thì được sự ủng hộ của các bạn nhiều hơn là việc đi review các cái vườn cây. Mà thực tế thì cái hướng của tôi cũng không đi sâu vào cái hướng review các vườn cây, bởi vì là cái công việc của tôi ấy, công việc của tôi thì bên chỗ công ty là làm về đá cảnh, đá phong thủy với trầm hương. Thế cái dòng đá cảnh, đá phong thủy thì tôi tập trung vào các cái dòng mà đại cảnh, với lại bên đá phong thủy thì tập trung vào các cái dòng thiên về vấn đề tâm linh như là lăng mộ, quan quách, đồ thờ đấy. Dòng đại cảnh thì các cái khối đại cảnh lớn, có thể điêu khắc, có thể không điêu khắc, rồi các sập các cái văng. Cái mảng trầm hương thì là cái mảng truyền thống rồi. Thì tôi không có thời gian, mà nói thật không có thời gian mà suốt ngày đi quay vườn này vườn kia. Thế nên là cái hướng làm nội dung của tôi thiên về cái hướng làm nội dung tự sự là một, với thứ hai làm các cái nội dung về định hướng. Còn các nội dung về kỹ thuật ấy, thì giai đoạn đầu tôi hay làm. Thế nhưng về sau thì nói chung là cái hướng ấy thì cũng sẽ có làm. Thế nhưng mà tôi cảm thấy là cái hướng nó cũng hòm hòm đủ nội dung rồi đấy. Khi nào mà nghĩ ra được một cái hướng nó khá là hay thì có thể sẽ triển khai tiếp. Thế nhưng cái mảng mà kỹ thuật thì đang hơi bí về vấn đề ý tưởng nội dung. Mấy đời này công việc hơi bận, nên đâm ra là các bạn thông cảm chút. Thế thì trong cái chủ đề của các cái clip tới này thì tôi sẽ bàn một cái vấn đề mà tôi đặt tên, đó là tại sao bạn vào cây cảnh nghệ thuật. Tôi đọc lại nhé, tại sao bạn vào cây cảnh nghệ thuật. Cái câu này tôi không hiểu là bao nhiêu người mà đi vào cây cảnh nghệ thuật rồi ấy, đặt lại câu hỏi cho mình, hoặc là bao nhiêu người mà chuẩn bị vào thị trường cây cảnh nghệ thuật ấy, thì tự đặt ra cho mình. Thế thì không hiểu là mình vào cái cây cảnh nghệ thuật để làm gì, đúng không? Tôi thấy cái câu hỏi này khá là hay đấy, bởi vì lý do này nó hoạch định ra cho các bạn một cái mục tiêu xa để các bạn đạt tới. Có nghĩa là nó như kiểu là nó là một cái ngọn hải đăng ấy, để cho các bạn cố gắng các bạn đạt tới. Đấy là cái mục tiêu, đúng không? Và cái mục tiêu này thì nó sẽ cung cấp cho các bạn là cái đường hướng mà các bạn đi, đúng không? Để làm sao mà từng bước đạt được đến cái mục tiêu, cái thành công như vậy. Thì tôi nghĩ cái này sẽ rất rõ ràng. Thế nhưng mà tôi thấy là phần lớn ấy, các nhà vườn dù lý do này hay lý do kia vào cái ngành nghệ thuật thì cái mục tiêu nó không rõ ràng, nó nửa vời, hoặc là mục tiêu nó cảm giác như kiểu là không mục tiêu ấy. Không biết tôi nói này các bạn có đồng nhất với cái quan điểm như thế này không, thì các bạn comment xuống bên dưới nhé. Các bạn comment xuống bên dưới xem cái ý của các bạn như nào.
Tại vì là tôi nói cái này là có cái lý do. Tôi có cái lý do đấy. Thế bây giờ tôi giải thích một chút tại sao mà tôi làm cái chủ đề này. Bây giờ nha. Các bạn thấy là các bạn đi giao lưu vào các nhà vườn. Các nhà vườn thì đến 99,99% là các nhà vườn muốn thể hiện cho bạn là có một cái niềm yêu cây cảnh mãnh liệt, yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp, đúng không? Chả ông nào vào mà các bạn bảo hỏi chuyện ông ấy, ông bảo là không, tao tao vào cây cảnh vì tiền, vì lợi nhuận trong cây. Chả ông nào nói cái kiểu nó thô thiển như thế cả. Mà hầu hết là anh em sẽ nói theo một cái ý nó rất là nghệ thuật, rất là tao nhã. Ừ, tao vào là có nhu cầu thưởng thức cái đẹp, vào là muốn chinh phục, làm ra các tác phẩm hay, các tác phẩm để đời, rồi vào là để làm ra các cái tác phẩm mà đi thi đấu đặt giải này thế kia, hoặc là khẳng định vị thế của mình trên trên thị trường cây cảnh nghệ thuật, không, trong giới cây cảnh nghệ thuật chứ không phải nói trong thị trường liên quan đến vấn đề mua bán này, đúng không? Các bạn có công nhận với tôi như thế không? Thật, cái này thật luôn. Các bạn mà không tin thì bây giờ từ sau khi nghe cái phần đầu này, nội dung này này, các bạn thử đi giao lưu một số các nhà vườn mới, đừng đừng đi các nhà vườn cũ. Các bạn thử hỏi, đặt câu hỏi một câu là ô thế tại sao mà anh lại vào cây cảnh nghệ thuật? Chắc chắn là các bạn sẽ nghe được cái câu trả lời kiểu kiểu như vậy, có nghĩa là vì cái đẹp, vì thích cái đẹp, vì chinh phục cái đẹp. Đấy, kiểu vậy. Thế nhưng mà nhá, bây tôi hỏi các bạn này. Vì thích cái đẹp, chinh phục cái đẹp với lại yêu cái đẹp đúng không? Thôi thích thì có thể là chỉ là người sưu tầm. Rồi. Thế nếu là người sưu tầm ấy thì tại sao mà trong vườn cây toàn cây phôi, không cây hoàn thiện? Sai nhá. Thế nếu là một người chinh phục ấy, chinh phục để làm ra cái đẹp ấy. Thế tại sao mà vào bao năm rồi mà lại vẫn không biết làm cây? Vô lý đúng không? Thế cái việc mà cái lời nói với lại cái việc làm và cái thực tế của hiện trạng của cái vườn này, nó trả lời rất là nhiều, và phần lớn là ngược. Tôi nói với các bạn phần lớn là ngược. Thế thì cái câu chuyện này một cái minh chứng rất là rõ ràng qua mấy cái cuộc triển lãm gần đây nhất. Thì bây giờ các bạn thấy nha, cái triển lãm ở bên bên F1 này, ở Mỹ Đình này, với lại triển lãm của Triệu Điền, song song đó thì là cái cuộc triển lãm của bên hội bonsai phố cổ, thì với lại Triệu Điền thì kết thúc cùng là ngày 12 tháng 10. Thế còn F1 thì là bắt đầu từ hôm mùng 8 tháng 9. Thế thì bên F1 thì cứ cho là nó có nhiều vấn đề thì người vắng, thì tôi không nói làm gì, bỏ cái F1 ra nha. Bây giờ tôi so cái Triệu Điền với lại cái triển lãm của bên bonsai phố cổ. Triệu Điền tôi đến đấy là tôi đến 1 ngày rưỡi cộng thêm với lại một buổi sáng khai mạc. Thế còn là bên bonsai phố cổ thì tôi đến là 3 ngày, đến 3 ngày. Có nghĩa là cái thời gian là tôi đến chỗ bonsai phố cổ là nhiều hơn. Về cái số lượng cây ấy, thì bên Triệu Điền ở cái khu trưng bày cả lớn cả bé tôi nghĩ là rơi ở tầm khoảng 300 400 cây. Thế còn bên bonsai phố cổ là đúng 70 cây thôi. Và các cây cây của bonsai phố cổ thì chủ yếu là cây mini với lại cây tầm trung. Cây tầm đại thì có cây cao nhất chỉ rơi ở tầm khoảng phổ bì là chắc tầm khoảng 1m3 1m4. Đây là cây siêu phong. Thế còn còn phần lớn là cây dưới 1m2 hết. Chỉ mỗi cái cây siêu phong là cây cao hơn 1m2 thôi. Đó. Thế thì tôi nói như vậy là để cho các bạn biết là cái thời gian mà tôi ở triển lãm đủ nhiều, đúng không? Đủ nhiều ấy. Các bạn phải biết là tôi không ở trong ban tổ chức nha. Mà một triển lãm ở 2 ngày rưỡi, một triển lãm ở 3 ngày là không phải là ở ít đâu, đúng không? Mà tôi ở từ sáng đến tối ấy. Chứ không phải lác đác quay ra lượn qua lượn lại khoảng tiếng rồi lại đi về đâu, không có. Đối với tôi ở lại tôi làm nội dung bây giờ ra lưu anh em mà. Thế thì tôi thấy nhá, cái triển lãm của bên bên Triệu Điền
anh em đến rất là đông, kể cả tất cả bên đội truyền thông cũng tập trung rất là nhiều, với lại khách khứa rồi người quan tâm rồi các thứ rất là đông. Thế nhưng mà bên Wonsan phố cổ thì từ bên truyền thông rồi sau đó thì là khách khứa thứ vắng, đúng không? Vắng. Thế còn nếu mà nói về tính nghệ thuật của sản phẩm, tính nghệ thuật nha, mà nhìn sản phẩm có hồn ấy, mà thích ấy. Thế tôi nói là anh em tham gia cây ở hai cái triển lãm, nếu mà cái nào mà không gọi là động chạm thì anh em bỏ qua nhé. Thế nhưng mà nếu các bạn đi ngắm ấy, thì cái cây ở triển lãm bên bonsai cổ, cái tính nghệ thuật nhiều tác phẩm rất là cao. Thế đâm ra là nếu mà là cái người thích cái đẹp, thích về thẩm mỹ thì tôi nghĩ là bên bonsai phố cổ sẽ phải là nhiều người thích nghệ thuật, thích thẩm mỹ đến, đúng không? Chắc chắn. Thế còn là bên chỗ bên Triệu Điền thì những cái người mà thích thẩm mỹ mới thích nghệ thuật thì sẽ đến ít hơn so với bên bonsai phố cổ, đúng không? Thế bây giờ nha, cái kết quả người đến bên chỗ Triệu Điền nhiều hơn rất nhiều so với bên bonsai phố cổ. Thế vậy kết luận lại một câu là nhỉ, là cái lượng người tham gia trong cây cảnh của miền Bắc, kể cả cả nước đi, mà thích nghệ thuật và biết nghệ thuật, biết thưởng thức nghệ thuật là rất ít, đúng không? Bởi vì tại sao một cái triển lãm bên bonsai phố cổ nó có cái tính nghệ thuật nó cao như vậy, từ chất lượng cây đến 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 bài trí rồi không gian đặt thì nó phối hợp với nhau và nó tạo thành một cái tổng thể nó rất là hài hòa và nó tôn cái tính nghệ thuật lên cao hơn rất là nhiều. Thế thì các bạn có thể xem cái clip mà tôi review về các cái tác phẩm của triển lãm bên bonsai phố cổ thì các bạn sẽ biết, đúng không? Thế thì cái này thì tôi phải nói như này, tôi phải nói như này, phần lớn là các bạn tham gia trong cây cảnh nghệ thuật ấy, đều lấp liếm, nói là thích nghệ thuật, yêu nghệ thuật, muốn chinh phục cái đẹp, muốn làm ra các cái tác phẩm để gọi là tác phẩm để đời đấy, để tạo cái dấu ấn của mình trong cái làng cây cảnh nghệ thuật. Thế nhưng thực tế không mấy người làm theo hướng đó và cũng không mấy người cố gắng làm theo hướng đó và cũng không mấy người quan tâm đến cái đó. Đây tôi phải nói một cái thực tế là như vậy. Thế nên tại sao mà lúc đầu tôi nói một cái dẫn chứng, đó là nếu mà các bạn đi, các bạn đến giao lưu với các nhà vườn nhé, thì ai cũng nói là quan tâm đến nghệ thuật cái đẹp rồi muốn chinh phục rồi thế này kia, đúng không? Nhưng mà thực tế không phải, nó không phải là do cái cây của ở vườn người ta nó trả lời đó. Thế còn là qua cái ba cái đợt triển lãm gần nhất thì cái việc này nó trả lời là quá là rõ ràng, đúng không? Bởi sao? Các bạn quan tâm đến cái gì thì các bạn sẽ đến chỗ đó. Ví dụ tại sao cái triển lãm bonsai phố cổ với triển lãm của bên Triệu Điền cùng đợt với nhau, đúng không? Mà mọi người dồn sang Triệu Điền nhiều mà dồn sang bonsai phố cổ ít, không phải? Thực tế là như vậy. Thế thì không phải là cái câu chuyện các bạn quan tâm đến cái đẹp, quan tâm đến cái để các bạn chinh phục được cái đẹp, không phải? Không phải. Mà hai cái dòng cây của hai triển lãm này là hoàn toàn khác nhau. Một cái dòng cây của bên Triệu Điền nó là dòng cây thiên về thương mại, thiên về buôn bán. Còn một cái dòng cây của bên bonsai phố cổ là cái dòng cây thiên về chơi, thiên về tính nghệ thuật, thiên về kỹ thuật, thiên về thẩm mỹ. Hai cái dòng cây, hai cái lối chơi khác nhau. À quên, hai cái định hướng của cái hai cuộc triển lãm là khác nhau. Thế thì mà cái triển lãm ở bên bonsai phố cổ lại vắng như thế và triển lãm bên Triệu Điền lại đông như thế thì có nghĩa là nhỉ,
là những cái người mà quan tâm đến buôn bán mới là nhiều, chứ còn quan tâm đến đến cây cảnh nghệ thuật à, quan tâm đến nghệ thuật được bao nhiêu đâu, đúng không? Đây, tôi lập luận như thế thì các bạn có thừa nhận như vậy không? Tôi chả phải chứng minh đâu xa. Thế còn bây tôi nói tiếp nha. Đến ngày 8 tháng 12 dương là triển lãm của câu lạc bộ Hoàng Long ở Thanh Hóa tổ chức. Mà theo như một số các thông tin tôi tìm hiểu thì tôi biết là câu lạc bộ Hoàng Long Thanh Hóa cũng là một cái câu lạc bộ mà các thành viên người ta rất quan tâm đến các cái cây mà có giá trị nghệ thuật thực sự. Người ta làm triển lãm. Mới đầu là tôi tưởng là hội sinh vật cảnh của tỉnh Thanh Hóa đứng ra tổ chức cuộc triển lãm này, nhưng mà không phải. Thế thì tôi nghĩ này này, cái triển lãm của bên Hoàng Long ấy nó cũng sẽ giống như triển lãm của bên bonsai phố cổ đó, có nghĩa là cái giá trị nghệ thuật của cái tác phẩm tham gia triển lãm sẽ là cao. Thế nhưng mà cái lượng người quan tâm thực tế sẽ là ít và vắng. Đấy, các bạn không tin thì các bạn cứ đợi triển lãm Hoàng Long thì các bạn biết. Và kể cả tôi nói thật thật với các bạn nhé, có thể là các bạn làm truyền thông, các bạn cũng sẽ ít quan tâm đến cái triển lãm này. Đấy, không biết là tôi dự đoán thế có đúng hay không. Thì cứ đến hết triển lãm của Hoàng Long, bắt đầu từ mùng 8 tháng 12 thì ít nhất triển lãm phải diễn ra tầm khoảng một tuần đến chục ngày, đúng không? Thì cứ đến được khoảng tầm ngày 18-20 tổng kết lại là biết liền, đúng không? Mà cái này tôi sẽ tổng kết cho các bạn. Thế tại sao mà tôi nói về cái các cuộc triển lãm sau đấy xong rồi thì là để tôi dẫn khá là dài để vào cái chủ đề của ngày hôm nay. Bởi vì tại sao? Nó liên quan với nhau. Nó liên quan rất là chặt chẽ. Mà nói thật, phần lớn các cái nhà vườn tham gia vào thị trường cây cảnh nghệ thuật rồi và đầu tư cây rồi, nuôi cây rồi, cả một cái tài sản lượng tiền đổ vào đấy rồi thì bắt đầu mới ngồi đặt lại câu hỏi: ô thế thì bây giờ mình tại sao mình lại vào trong cái thị trường này, mình vào thị trường này để làm cái gì? Có khi đến lúc này bắt đầu mới đặt câu hỏi, mà đặt câu hỏi xong rồi có khi là cũng chả chả tìm ra được câu trả lời cho chính cái bản thân mình luôn. Tôi nói thật,